Theo nhiều chuyên gia đô thị, khu vực đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân nói riêng, khu vực nội đô Hà Nội nói chung, không thiếu chung cư cao tầng sau thời gian dài bùng nổ các dự án bất động sản tại đây. Ở nơi này, cái đang thiếu là thiếu môi trường sống trong lành, thiếu những diện tích sử dụng và mục đích công cộng như là vườn hoa, công viên, khu vui chơi trẻ em. Thực tế, những ai đi trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Trung Hòa, Lê Văn Lương hàng ngày sẽ cảm nhận được sự bức bách ở đây khi ùn tắc mọi ngả đường và ùn tắc vào mọi giờ. Dòng người và phương tiện luôn chặt như nêm. Đó là hậu quả của sự xuất hiện ồ ạt cao ốc chọc trời, trong khi đường xá không thể phình ra, khiến hạ tầng rơi vào tình trạng quá tải, tạo ra những hệ lụy như là kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Nay, nếu như xây thêm tổ hợp cao ốc hàng nghìn căn hộ với hàng chục nghìn hộ dân ở đây nữa, trong khi hạ tầng đang quá tải trầm trọng, thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ ai cũng đoán định được. Một thành phố văn minh hiện đại thì không thể chấp nhận nạn kẹt xe và ùn tắc thường xuyên. Một thành phố thanh bình, thân thiện, đáng sống, thành phố xanh thì không thể chấp nhận chỉ có diện tích đất dành cho cây xanh ở mức thấp xa dưới chuẩn, hơn 2 m2 một người, bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố trên thế giới. Đó còn chưa kể, nhiều thành phố văn minh tiên tiến đang hướng tới sống xanh, hiện thực hóa mục tiêu rừng trong thành phố và thành phố ở giữa rừng. Có thể không xây thêm một dự án khu đô thị này, mà thay vào đó là một công viên, một quần thể trường học, công viên, cây xanh ở lô đất Rạng Đông, chưa thể giải quyết triệt để những điều vừa nêu. Song hành động đó sẽ mang nhiều thông điệp và ý nghĩa tới nhân dân thủ đô. Thêm một công viên, thành phố sẽ có thêm một lá phổi xanh cho không khí bớt ngột ngạt. Thêm một trường học sẽ giúp nhiều học sinh không phải chịu cảnh nhồi nhét 45 em đến 50 em trong một lớp học. Bớt đi một dự án chung cư cao tầng trong nội đô là giảm đi nhiều áp lực về hạ tầng, là không tăng thêm mật độ dân số đang ở mức rất cao như hiện nay. Một hành động đúng đắn, một việc làm vì dân, nói không với dự án bất động sản tại khu vực này. Thay vào đó là công trình công cộng sẽ thiết thực hơn nghìn lời nói và khẩu hiệu. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải từng khẳng định, thật là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình, còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen không an toàn. Vụ cháy và sự cố môi trường xảy ra ở nhà máy Rạng Đông là điều không ai mong muốn. Song qua đây, người dân thành phố và người dân cả nước đang dõi theo cách điều hành chỉ đạo của chính quyền thành phố. Công khai minh bạch thông tin về quá trình tẩy độc, làm sạch khu vực quanh nhà máy và quyết tâm dành phần đất này làm công viên cây xanh, công trình công cộng sẽ là một điểm cộng dành cho chính quyền thủ đô.